lệ nào giờ em lãng quên. Người yêu ơi anh có lỗi gì, hay là em đã yêu ai rồi? Thật lòng em hay nói đi, trong lòng đang vương vấn gì, lệ nào chia tay như thế? Nhà đất Hoàng Tiến được chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trên hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều tối ngày hôm nay, nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho khách hàng một căn nhà phố được thiết kế rất là đẹp, nằm trên trục đường Lê Văn Thọ, phường 14 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền phía bên ngoài của căn nhà mình. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m2 và nở hậu là 5m5, cũng như độ dài của căn nhà lên đến 17m. Được đúc kiên cố là một trệt một lửng và ba lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình cũng khoảng sân để xe gắn máy, một gara để ô tô, một phòng khách, một phòng bếp, bốn phòng ngủ, năm nhà vệ sinh, phòng thờ, giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng tây, phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh tây tứ trạch. Cũng như căn nhà mình thì đã được anh chị chủ nhà phun toàn bộ nội thất bên trong để tặng kèm cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này. Và căn nhà này thì được thiết kế với rất là nhiều nội thất rất là cao cấp. Rồi bây giờ mình sẽ chiếu sơ qua cái con đường ở trước nhà để chúng thằng cùng tham quan. Thì căn nhà mình nằm trong khu nhà lầu, khu phân lô đang được xây dựng, và mình có một con đường trước nhà rất là rộng. Chỉ cách đường trục chính của căn nhà mình khoảng độ 25m thôi. Rất là thuận tiện để cái nhà có thể là vừa mua để ở hoặc là mở văn phòng công ty. Cũng như căn nhà mình thì nằm trong khu nhà lầu đồng bộ rất là đẹp. Đây là khu vực phía bên trong khu nhà lầu căn nhà mình. Rồi bây giờ mình sẽ trở lại với lại mặt tiền chính của căn nhà và di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho khách hàng về một căn nhà phố mới được xây dựng xong cuối năm 2020. Và căn nhà này thì chỉ có giá hơn 8 tỷ một chút xíu là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà được thiết kế rất là đẹp này. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong của căn nhà. Thì phía bên ngoài mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm từ chất liệu bằng sắt rất là đẹp và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến là mình có khoảng sân khoảng gần 2m mình có thể để xe gắn máy. Cũng như khoảng sân này thì hai bên mình cũng được ốp gạch đá cao lên kín tường rất là sạch sẽ. Và di chuyển vào khu vực bên trong thì mình sẽ có thêm một bộ cửa 4 cánh được làm bằng gỗ đỏ rất là đẹp và rất là chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Cũng như căn nhà mình thì được thiết kế với hai lớp cửa rất là đẹp. Và di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực không gian phòng khách của căn nhà. Thì sàn nhà mình thì được lát gạch đá bóng kính 80 và mình có điểm những cái thảm rất là đẹp. Hai bên thì mình có những cái chỉ nổi trang trí rất là đẹp, và phía bên trên thì mình có hệ thống đèn chiếu sáng trần thạch cao và hệ thống đèn chùm. Đây là khu vực không gian phòng khách chi tiết của căn nhà.
Và nếu như nhà mình có xe hơi thì mình có thể để dưới khu vực ở dưới tầng trệt này. Và căn nhà mình thì được thiết kế mình có thể để được tất cả các loại xe hơi vào bên trong căn nhà của mình, rất là thuận tiện cũng như rất là dễ dàng. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong một chút, là khu vực cầu thang của căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế với rất là nhiều gỗ quý như gỗ đỏ. Thì khu vực cầu thang căn nhà chúng ta, trụ cầu thang, tay vịn cầu thang mình được làm bằng gỗ đỏ và lan can được làm bằng sắt uốn rất là đẹp. Cũng như chúng ta có một cái bình bông trang trí. Và gạch cầu thang căn nhà mình thì được làm bằng chất liệu đá rất là cao cấp. Và khu vực đối diện cầu thang thì mình có những cái ngăn tủ để mình có thể để trang trí những lọ hoa, những cái đồ vật dụng cũng như những cái chai rượu bên trong căn nhà mình. Và phía dưới chân cầu thang thì mình sẽ có một cái hòn nam bộ khô ở khu vực dưới chân cầu thang rất là đẹp. Và di chuyển vào khu vực bên trong một chút là khu vực không gian phòng bếp của căn nhà mình. Thì căn nhà mình với một cái diện tích là ngang 4m2 và nở hậu là 5m5 cũng như độ dài là 17m. Căn nhà mình thì là căn nhà hai mặt tiền ở trước sau, cho nên là rất là thoáng, mình có thể mở cửa sổ ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng. Và căn nhà mình thì được thiết kế phía sau căn nhà mình sẽ có một cái hòn nam bộ khô phía sau và một cái cửa để đi ra bên ngoài, rất là thoáng và rất là mát. Đây là khu vực không gian phòng bếp của căn nhà, mình sẽ chiếu từ bên trong ra bên ngoài để chúng ta cùng tham quan. Cũng như khu vực không gian phòng bếp thì tủ bếp, kệ bếp mình được làm bằng gỗ và sơn chúng ta một cái tông màu trắng đi kèm với lại cái thiết kế của không gian nhà. Và phía bên ngoài thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này thì mình dùng cho khu vực ở dưới tầng trệt của căn nhà, khu vực không gian phòng khách, khu vực không gian phòng bếp cũng như gara xe hơi của căn nhà. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực tầng lửng của căn nhà. Thì mình sẽ có một cái phòng khách phía bên trên tầng lửng. Nếu như nhà mình có xe hơi thì mình có thể để dưới khu vực dưới tầng trệt. Và phòng khách mình sẽ đưa lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Còn nếu như nhà mình mà chưa có xe hơi thì mình có thể sử dụng cùng một lúc là hai cái phòng khách. Rất là rộng rãi và rất là thoáng. Đây là khu vực không gian tầng lửng phía trước. Mình sẽ có một cái sảnh để mình có thể để những bộ bàn ghế ở phía trước, bộ bàn mini cũng như bàn máy vi tính, bàn làm việc rất là tuyệt vời. Cũng như di chuyển lại khu vực phía sau, mình sẽ đến với là khu vực không gian phòng khách chính của căn nhà. Thì phía bên ngoài mình sẽ có một bộ cửa kính cường lực 10 ly. Bên trong căn nhà mình thì không gian phòng khách thì đã được anh chị chủ nhà phun nội thất toàn bộ bên trong để tặng kèm lại cho khách hàng. Thì bên trong mình sẽ có kệ để tivi cũng như giường tủ và đầy đủ cũng như máy lạnh. Khi khách hàng mua căn nhà này thì mình chỉ việc xách vali về, là chỉ việc dọn nhà vào ở thôi, mình không phải sắm thêm gì nhiều. Cũng như đây là khu vực không gian tầng lửng của căn nhà. Một căn nhà có diện tích là ngang 4m2 và độ dài là 17m cũng như nở hậu 5m5. Phía sau mình phòng khách cũng như phòng ngủ rất là rộng. Mình có thể làm kệ để tivi cũng như tủ quần áo về một bên, rất là rộng rãi và rất là thoáng mát. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 1 của căn nhà. Mình sẽ đến với là khu vực hành lang cầu thang phía bên ngoài. Thì khu vực hành lang phía ngoài mình sẽ có một cái tủ trang trí phía bên ngoài, cũng như đây là khu vực không gian cầu thang. Thì cầu thang mình được làm bằng lan can sắt rất là đẹp và tay vịn được làm bằng gỗ đỏ, cũng như toàn bộ cửa trong căn nhà mình thì được làm bằng gỗ cam xe rất là đẹp và chắc chắn bản nguyên khối. Bên trong không gian phòng ngủ thì căn nhà mình được thiết kế với rất là nhiều tủ, mình có thể để được rất là nhiều đồ dùng bên trong không gian phòng ngủ của căn nhà. Cũng như đây là khu vực không gian phòng ngủ phía trước của căn nhà. Bên trong phòng ngủ thì căn nhà mình thì cũng đã được anh chị phun toàn bộ nội thất
rất là đầy đủ để tặng kèm lại cho khách hàng. Thì chúng ta có giường, tủ, kệ để tivi, bàn trang điểm cũng như bàn làm việc, và hai bên thì chúng ta có những cái đôn để chúng ta để những cái chiếc đèn. Và điều đặc biệt của căn nhà này là toàn bộ phòng ngủ cũng như nhà vệ sinh căn nhà mình thì mỗi nhà vệ sinh mình sẽ có một cái bồn tắm nằm. Và nhà vệ sinh căn nhà mình thì rất là rộng rãi và rất là thoáng mát. Đây là khu vực không gian phòng vệ sinh, phòng ngủ phía trước của căn nhà. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển lại khu vực không gian phòng ngủ số 2. Thì căn nhà mình được thiết kế với 4 phòng ngủ, đã được anh chị chủ nhà full nội thất 4 phòng ngủ để tặng kèm. Và toàn bộ nội thất bên trong căn nhà mình thì cũng đã được anh chị đóng sẵn cũng như là để tặng kèm lại cho khách hàng. Đây là không gian phòng ngủ số 2 căn nhà. Phòng ngủ phía sau này thì mình có một cái khoảng nở hậu rất là rộng. Mình có thể để làm tủ quần áo cũng như kệ để tivi. Và căn nhà mình thì là căn nhà hai mặt tiền, cho nên phía sau mình có thể mở cửa sổ ra bên ngoài lấy gió, rất là thoáng và rất là mát. Cũng như đây là khu vực nhà vệ sinh phòng ngủ số 2 của căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế mỗi nhà vệ sinh mình sẽ có một cái bồn tắm nằm. Và nhà vệ sinh căn nhà mình thì rất là thoáng và rất là mát. Mình có quạt hút để hút không khí ra bên ngoài. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 2 của căn nhà. Mình sẽ đến với lại phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Lê Văn Thọ, phường 14 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như căn nhà mình thì rất là gần với lại công viên Làng Hoa, chợ Hạnh Thông Tây, nhà thờ Hạnh Thông Tây, và chỉ một đường trục chính, đường Quang Trung, Lê Văn Thọ là mình đã về đến trung tâm thành phố, cũng rất là thuận tiện. Và từ vị trí của căn nhà mình di chuyển ra sân bay thì rất là gần, chỉ khoảng 10 đến 15 phút là mình đã ra đến sân bay Tân Sơn Nhất, cũng như mình về đến trung tâm thì chỉ khoảng 20 đến 25 phút thôi. Và căn nhà này thì với đầy đủ tiện nghi và rất là thuận tiện để khách hàng, tức là vừa mua để ở hoặc mở văn phòng công ty, cũng như mình mua để đầu tư cho thuê thì rất là tuyệt vời. Toàn bộ nội thất bên trong căn nhà mình sẽ được anh chị chủ nhà tặng kèm lại cho khách hàng chỉ với giá 8 tỷ 500 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà mới được xây dựng xong năm 2020, nằm trên trục đường Lê Văn Thọ, phường 14 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và trục đường Lê Văn Thọ này thì mình có thể di chuyển qua các quận lân cận như quận Tân Bình, Tân Phú, quận 12, quận Thủ Đức, Bình Thạnh thì rất là thuận tiện. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón quý khách hàng đi xem, cũng như để quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đã được anh chị chủ nhà full nội thất tặng kèm. Và chỉ với giá hơn 8 tỷ một chút xíu là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà hai mặt tiền trước sau. Mình có thể mở cửa sổ ra phía sau căn nhà, cũng như nếu gia đình mình có nhu cầu muốn mở thêm một cửa để đi ra phía sau căn nhà mình thì cũng rất là thuận tiện cũng như rất là dễ dàng. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 4 cũng như nhà vệ sinh phòng ngủ số 4 của căn nhà. Và căn nhà mình thì đã được anh chị chủ nhà full toàn bộ nội thất bên trong căn nhà để tặng kèm lại cho khách hàng. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến tư vấn đón quý khách hàng đi xem nhà, cũng như khi quý khách hàng đến với lại trang nhà đất Hoàng Tiến thì quý khách hàng sẽ được nhận mức giá ưu đãi giảm ngay cho khách hàng từ 300 đến 500 triệu đồng tùy thuộc vào căn nhà.
Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực sân thượng căn nhà. Phía trước thì mình sẽ có một cái khoảng phòng thờ bên trong rất là rộng, và mình sẽ có rèm cửa cũng như một bộ cửa bốn cánh để mở ra cái sân thượng phía trước của căn nhà. Đây là khu vực sân thượng phía trước của căn nhà. Và căn nhà mình thì rất là gần với lại đường trục chính, cho nên quý khách hàng có thể vừa mua để ở, còn mở văn phòng công ty cũng như quý khách hàng mà cho thuê mở spa khách sạn thì rất là thuận tiện. Và chỉ với giá hơn 8 tỷ một chút xíu là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đã được anh chị full nội thất tặng kèm, cũng như mình có một cái diện tích cực đẹp, ngang 4m2, nở hậu 5m rưỡi và độ dài lên đến 17m, được thiết kế full nội thất tặng kèm. Rồi, video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.